là không khí ở đây vô cùng sôi động ở ngay trước bưu điện thành phố. Và lúc này thì chúng tôi chỉ có mới khởi động làm nóng thôi. Bây giờ thì chương trình chinh phục thử thách đỉnh cao mới chính thức bắt đầu. Chưa bao giờ số lượng người đăng ký tham gia thử thách lại đông đến như vậy. Gần 100 lượt người chơi tham gia tranh tài liên tục trong suốt 4-5 tiếng đồng hồ, từ đầu giờ chiều đến tối, càng làm cho không khí ngay trung tâm thành phố vào dịp cuối tuần của tháng cuối cùng trong năm thêm sôi động. Khi nói từ thi á, là mình rất là hồi hộp. Hèn hồi hộp thì cái lúc mà đứng ở ngoài hành lang này luôn. Tới cái lúc mà lên còn hồi hộp nữa, lấy từ từ rung tay á. Nên mà càng kỹ hơn rất là nhiều. Mình cảm thấy rất là hừng hực. Nên là cái việc mà tất cả những các bạn mà đã đăng ký tham gia ngày hôm nay, các bạn chính là những người mà truyền cảm hứng, là đại sứ của sức khỏe. Nên là các bạn cần lan tỏa. Và tất cả những người tới đây họ cũng sẽ rất là hào hứng. So với thử thách tại Hà Nội và Đà Nẵng, thử thách cuối cùng chinh phục đỉnh cao tại thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu người chơi ôm vàng và xếp cẩn thận lên cân trong thời gian quy định là 1 phút 15 giây. Nhưng độ khó tăng lên nhiều khi phải vượt qua chướng ngại vật có độ dốc khá cao. Tuy nhiên, vẫn tinh thần tập luyện thể thao là trên hết, càng khó lại càng kích thích khát khao chinh phục và quyết tâm chiến thắng của mọi người. Dù là thành tích vừa rồi chưa đạt KPI của Thanh cho lắm nhưng mà mình cũng rất hài lòng, phải 40 cân trở lên. Anh nghĩ rằng việc tổ chức một chương trình thể thao ngoài trời như thế này rất là ý nghĩa để truyền năng lượng tới tất cả mọi người, để mọi người có thể có một động lực tập luyện mỗi ngày. Tôi được biết thử thách này qua một người bạn của tôi và tôi ngay lập tức tham gia. Tôi hơi tiếc bởi vì phút cuối thì tôi làm bị rớt vàng, nhưng tôi cảm thấy rất là ổn. Tôi yêu thành phố này, tôi đã sống tại thành phố Hồ Chí Minh 2 năm rồi. Với những trò chơi vận động cần sức mạnh và sự dẻo dai thế này, thường người tham gia sẽ là nam giới và các bạn trẻ. Nhưng qua cả 4 thử thách đều cho thấy, những cô gái với vóc dáng thanh mảnh hay những người chơi lớn tuổi đều thể hiện sự nhiệt tình và sức khỏe bền bỉ khi tham gia tranh tài. Tuy lớn tuổi mà tham gia bằng lứa tuổi trẻ, tôi sẵn sàng vượt lên chính bản thân mình. Tôi sẽ chiến thắng với bản thân tôi và tôi tự hào điều đó. Và chủ nhân cuối cùng của chiếc thẻ tập bằng vàng trị giá 170 triệu đồng của thương hiệu California chính là chị Đặng Thị Huy Phương, 43 tuổi, du khách đến từ Hải Dương. Đây cũng là người chơi nữ đầu tiên thắng giải thưởng cao nhất này. Phần thưởng lớn nhất chắc chắn là chiếc thẻ vàng, nhưng phần thưởng ý nghĩa nhất mà chương trình mang đến cộng đồng chính là góp phần xây dựng thói quen tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe và nuôi dưỡng tinh thần vui tươi, thêm tình yêu và cuộc sống tươi đẹp.